sinh viên mà ngành nào? Em khoa ngoại ngữ ạ. Dung. Thế tại sao lại vừa mới ra trường xong rồi đã lấy chồng ngay là thế nào? Nó có biến cố trong quá trình quen nhau. Bác sĩ bảo cưới nhau. Diễn ơi. Trong cái thời gian mà kêu xa đó thì chồng em đi làm ngoài Hà Nội, bị tai nạn, với lại một lần là bị người ta đánh nữa. Thế là chồng phải đi mổ cái đầu để ghép cái sọ. Dữ vậy đó hả? Nặng dữ vậy đó hả? Ngày Tết là hai vợ chồng em đi chơi, chồng em lại bị người yêu cũ của em đánh một lần nữa là vào trúng cái sọ nữa. Thì lúc đó không biết sao chồng rất bình thường lắm, không có cảm giác đau gì hết. Thì chồng hỏi em là thôi bây giờ ăn Tết xong rồi vợ cứ vào đi học đi, anh ở ngoài này đi làm. Được khoảng tháng sau ấy, chồng em đau quá rồi, thì anh mới đi mổ. Mổ ở Hà Nội ấy, thì mổ xong được 3 ngày chị, đầu đang còn quấn băng, giấu em đi vào Sài Gòn thăm em. Trời ơi, ơi. Diễn ơi Diễn. Dạ đúng 2 giờ sáng đó, tự nhiên chồng gọi điện bảo vợ ơi chồng nào tới bến xe rồi, vợ ra đón đi. Thì em ra là em gặp chồng, thấy chồng đang quấn cái băng vậy nè, em ôm chồng khóc quá trời luôn. Tội nghiệp. Dạ em nhìn thấy em thương quá. Coi như là mình cưới sau đi, là mình có chịu bao nhiêu người nói tới vậy nữa thì mình cũng không thể bỏ con được. Thế rồi anh nuôi em từ lúc mà em bầu đến lúc em sinh, mình anh lo cho em hết. Giỏi ghê. Cái lúc mà em sinh xong á thì em bị áp xe ngực, em phải mổ cái ngực của em 2 lần. Dạ. Thì anh cũng là người chăm em luôn ở trên bệnh viện. Còn con thì lúc đó mới được 15 ngày thì phải gửi hàng xóm rồi. Tội nghiệp dữ vậy trời. Nhưng mà lúc đó thì biết tôi đừng gửi là tôi nuôi dùm cho trời ơi. Lúc đó thì sáu vợ chồng em cũng xui lắm. Hai vợ chồng làm trên viện mà chồng em đi làm, chỉ chờ đến lúc nó để lấy lương để cho em ra viện thôi. Thì người ta quệt lương của chồng em. Dạ. Chồng đi làm thì mới mua được cái xe máy 3 tháng cũng bị người ta lấy mất luôn. Hai vợ chồng không còn tiền ăn nữa. Gạt qua vậy trời. Cảm ơn mọi người ạ. Chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Ngọc Diện. Năm nay em 24 tuổi, nghề nghiệp của em là thiết kế nội thất và thi công luôn ạ. Rồi, mời vợ của Diện. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Dung, năm nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên mới tốt nghiệp xong, hiện tại em đang ở nhà làm nội trợ. Sinh viên mà ngành nào? Em khoa ngoại ngữ ạ. Dung. Thế tại sao lại vừa mới ra trường xong rồi đã lấy chồng ngay là thế nào? Nó có biến cố trong quá trình quen nhau. Bác sĩ bảo cưới đúng không? Dạ. Diễn ơi. Đang có sao? Dạ không, là em qua có rồi. À mấy tháng rồi em? Được 10 tháng rồi ạ. Em bé được 10 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy á, vậy là hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ em mới cưới. Được 7 tháng. À, có nghĩa là có em bé là mới cưới. Em bé tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới hồi tháng 6. Rồi Diễn. Dạ. Và Dung, câu chuyện tình yêu của các em. Dạ, vợ chồng em quen nhau là đợt đó em đang thất tình. Thế rồi chồng em là bạn chung trên Facebook thì chồng mới thấy em đăng cái tút tâm trạng lắm, chồng mới thấy thì chồng cua khẩm đâu cua có 3 ngày đâu. Thế là chồng duyên dáng lắm, nhìn cái e thẹn đấy nhưng mà thực ra ghê lắm đấy. Cua cái gì mà có 3 ngày đổ của người ta. Em làm cách nào hay vậy, chỉ cho anh Bin đi. Trời ơi, anh Bin cua giờ anh Bin biết bao lâu mới đổ được. Cua lâu thì mới nhầm nữa. Cái đó thì khi vợ em đăng tút tâm trạng đấy đó thì em có nói chuyện với vợ. Em mới ngỏ lời hỏi làm bạn gái em á. Thì ngày đầu vợ em không có chịu, ngày thứ hai cũng không chịu, đến ngày thứ ba em chỉ hỏi một lần vợ em đồng ý luôn. Dạ vợ em hỏi là thôi quyết định làm bạn gái anh đi. Xong vợ em suy nghĩ tầm 5 phút sau vợ em đồng ý. Có phải là do hỏi hoài có một câu bực quá nói luôn? Không phải, có rất nhiều người nhắn cho em mà em không có cảm giác ai mà thân thiện và dễ mến như chồng em cả. Trước đó là tụi em đã quen nhau là trên Facebook trên, thôi à? Dạ, hồi đó anh làm ở Hà Nội còn em là học trong này. Rồi nhắn tin qua lại. Dạ. Là 3 ngày sau là Dính. Dạ, anh còn hỏi em ở cái lần thứ 3 mà không đồng ý thôi anh bỏ luôn. Là anh sợ bỏ luôn cho nên không đồng ý. Dạ. Hai đứa chính thức của em là tìm hiểu nhau đó. Dạ, vợ chồng em tìm hiểu nhau từ hồi đó cho đến Tết là được gần 1 năm đó thì đến mới về quê gặp mặt. Thì lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời có choáng ngợp không? Nhau ngoài đời cảm thì giác như nào? Tụi em sao? Hồi đó chồng đẹp trai. Bây giờ anh đẹp mà. Không, giờ xấu rồi. Bây giờ xấu rồi đó hả? Xấu rồi đó hả? Xấu rồi mà dễ sợ vậy đó hả? Hồi đó chồng đẹp trai lắm mà. Chồng sạch sẽ gọn gàng, cái gì chồng cũng tươm tất hết. Đi gặp em thì con trai đâu đi xài kem dưỡng da mặt đó chị. Cái em mới nhìn em thấy ông này ông điệu, ông làm dáng ghê lắm. Em thề trong người là em không quen nữa. Em đuổi luôn, em không gặp mặt luôn. Em không thích con trai xài mỹ phẩm thì ngay bản thân em cũng không xài. Ủa sao em xài gì vậy? Dạ, đó là em chỉ thoa cái kem để cho nó trị bớt cái mụn thâm của em thôi. Đó là đang bị mụn đúng không? Dạ. Chấm mụn thôi mà. Đó, dạ. Rồi nghe sau đó là anh không xài nữa. Dạ, về cũng nhắn tin cho em hỏi cảm nhận về chồng sao. Em bảo không có chê cái gì, mỗi cái là e thẹn này nó chị y như vậy nè. Với lại xài mỹ phẩm là em không có mê rồi. Nghe là ổng nói chuyện nhẹ nhàng quá em. Dạ. Ừ. Nói thì rất là rụt rè mà nhẹ nhàng. Nhiều khi em nghĩ không biết có phải bê đê không. Anh muốn nói chuyện nhẹ nhàng. Rồi, trong cái thời gian yêu nhau á thì có những cái câu chuyện gì vui không? Chia sẻ cho anh nghe.
Dạ, trong cái thời gian mà yêu xa đó thì chồng em đi làm ngoài Hà Nội, bị tai nạn, với lại một lần là bị người ta đánh nữa. Thế là chồng phải đi mổ cái đầu để ghép cái sọ. Dữ vậy đó hả? Nặng dữ vậy đó hả? Lúc đó là em cũng không thể về được, tại vì đúng lúc đó em phải thi. Đến Tết về thì hai vợ chồng gặp nhau đó, là lúc đó là ở bên nhau rồi. Thì ngày Tết là hai vợ chồng em đi chơi, chồng em lại bị người yêu cũ của em đánh một lần nữa, là vào trúng cái sọ nữa. Dạ, thì lúc đó không biết sao chồng rất bình thường lắm, không có cảm giác đau gì hết. Thì chồng hỏi em là thôi bây giờ ăn Tết xong rồi vợ cứ vào đi học đi, anh ở ngoài này đi làm. Được khoảng tháng sau ấy, chồng em đau quá rồi thì anh mới đi mổ. Mổ ngoài Hà Nội ấy, thì mổ xong được 3 ngày ấy chị, đầu đang còn cuốn băng, giấu em đi vào Sài Gòn thăm em. Trời ơi. Diện ơi Diện. Dạ đúng 2 giờ sáng đó, tự nhiên chồng gọi điện bảo vợ ơi chồng vào tới bến xe rồi, vợ ra đón đi. Thì em ra đó, em gặp chồng, thấy chồng đang cuốn cái băng vậy nè, em ôm chồng khóc quá trời luôn. Tội nghiệp. Dạ em nhìn thấy em thương quá, em hỏi đi vào làm gì, ở quê cho nó khỏe đi đã. Thì lúc đó chồng mới đứng chồng khóc, không nói gì, chồng chỉ kêu bảo là bây giờ phải có vợ chăm thì chồng mới khỏe được. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao, rồi lúc đó là đưa chồng về nhà trọ, rồi lúc đó chồng cái đầu đã lành chưa? Dạ chưa chị, thì lúc đó là em chăm chồng 2 tuần trong cái thời gian mà vết thương nó đang còn bị. Trời ơi, em có đau không cưng? Cái đầu đang xa như vậy lắm mà luôn làm đó. Sao mà đi xe lửa hay là đi... Em đi ô tô ạ. Đi ô tô hả? Trời ơi, đi xe đò nó còn xa nữa. Thì em không hiểu sao là cái lần sau mà em mổ á, em bình phục nhanh. Vì lúc mà em mổ là em mổ nó làm một vạch nguyên đầu ạ. Hai tay em cầm phải cầm hai ống dịch nè. Tới khi mà vào, em vào tới... Trời ơi! Tức là một vạch về luôn, sao em phải cầm vậy luôn á? Dạ. Rồi tới khi em vào tới Quảng Ngãi thì em mới xuống, em tự em bỏ cái ống dịch của em ra ngoài. Lúc đó thì thực sự ra cũng đau lắm nhưng mà không biết sao em vẫn cứ muốn vào. Tình yêu đó. Có khi nào lúc em nghĩ thế là em sợ em nặng quá rồi em không kịp gặp vợ rồi em cố gắng hết sức không? Trước khi em mổ thì em cũng sợ. Bên bác sĩ có nói á, là cái tình trạng của em nếu như mà bị mà đang còn tỉnh là rất nguy hiểm về cái tính mạng sau, hoặc là trí nhớ. Thì tối hôm đó trước khi mổ thì tiền của em cũng mất, nhưng mất điện thoại, không có cách liên lạc với vợ. Rồi em quyết định ngày mai em mổ xong là em gắng phải bình phục, em vào em thăm vợ. Tội nghiệp, từ lúc đó bố mẹ có biết không? À, lúc em vào thì bố mẹ cũng không có biết. Lúc em vào thì bố mẹ em thực sự là không có biết. Thì lúc đó là vào em mới lấy điện thoại của vợ em mà em điện cho bố mẹ. Thì lúc đó là bố mẹ thực sự cái bố mẹ em khóc quá trời. Rồi bố mẹ em gọi điện cho vợ em bảo là gắng chăm nó rồi có gì nó khỏe rồi cho nó về. Thì em ở trong này 2 tuần rồi vợ em đi dạy gia sư với lại lấy tiền thêm để chăm cho em, với tiền thuốc, tiền sữa, thứ cho em. Sau thời gian đó thì em có đi làm về, hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á, nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Là hai đứa tự lập đó, đúng không? Hai đứa tự lập. Thì bây giờ chắc chị nghĩ là cuộc sống bây giờ chắc cũng ổn định rồi, đúng không? Dạ, bây giờ thì qua rồi chị. Bây qua giờ rồi, thì ông bà ngoại thì như thế nào? Dạ, chồng bảo là bây giờ coi như là mình cưới sau đi. Là mình có chịu bao nhiêu người nói cái gì nữa thì mình cũng không thể bỏ con được. Thế rồi anh nuôi em từ lúc mà em bầu đến lúc em sinh là mình anh lo cho em hết. Giỏi ghê không? Cái lúc mà em sinh xong á thì các em bị áp xe ngực, em phải mổ cái ngực của em 2 lần. Thì anh cũng là người chăm em luôn ở trên bệnh viện. Còn con thì lúc đó mới được 15 ngày thì phải gửi hàng xóm rồi. Tội nghiệp dữ vậy trời. Mà lúc sao đó thì... không biết tôi đừng gửi là tôi nuôi giùm cho trời ơi. Lúc đó thì số vợ chồng em cũng xui lắm. Hai vợ chồng nằm trên viện mà chồng em đi làm chỉ chờ đến lúc đó để lấy lương để cho em ra viện thôi. Thì người ta quệt lương của chồng em. Dạ, chồng đi làm thì mới mua được cái xe máy 3 tháng cũng bị người ta lấy mất luôn. Hai vợ chồng không còn tiền ăn nữa. Bị gạt hoài vậy trời. Rồi lúc đó ba mẹ có giúp được gì không? Là tại lúc đó không hai vợ chồng dám nói luôn. Có em nói với mẹ chồng em thì lúc đó mẹ chồng em mới thương hai đứa lắm. Mẹ chồng em cũng hỏi là cho mẹ vào mẹ chăm em với bé. Thì anh kêu bảo là giờ có mình con đi làm thì lấy tiền đâu nuôi được tới ba cái miệng cỡ. Thôi mẹ nhà đi, mình con lo được cho vợ con rồi. Thì lúc đó em đang giấu bên ngoại mà, bên ngoại không có biết. Chị hai vợ chồng tự bảo ban nhau rồi qua thôi. Bây giờ bên ngoại biết lúc mà sanh ra thì bên ngoại biết chưa? Sanh con ra được 3 tháng rồi. Thì lúc đó em cũng hết bệnh. Em về quê thì mới nói với ông bà là có cháu. Thì lúc đó thì ông bà giơ hai tay ra ôm chầm lấy hai đứa rồi khóc. Lúc đó thì ba mẹ em thương lắm. Là cho cưới. Cưới xong thì ba mẹ bảo cho hai đứa bây giờ phải tự suy nghĩ trưởng thành lên, tự lo được cho nhau, lo cho con. Không nhờ gì tới bố mẹ hết. Để đến khi nào mà cảm giác mình làm bố làm mẹ một cách hoàn thiện rồi á, thì lúc đó ba mẹ mới không trách nữa. Dạ. Thì anh mới đưa lại hai mẹ con em vào trong Sài Gòn cho em đi học tiếp. Bố mẹ có giúp được tí vốn nào không?
Dạ có. Rồi bây giờ là một tay chồng đó hả? Dạ. Chồng... Bây giờ thì bố mẹ vợ với em như thế nào? Từ cái khi mà bố mẹ vợ em biết là có cháu á, thì thực sự là bố mẹ vợ em rất thương em. Lúc đó bố vợ em có ôm em bảo sao mà không nói cho bố biết, thì rồi hai đứa cháu với nhau rồi vào đó là chịu khổ một mình. Thực sự là em cũng muốn nói nhưng em sợ lắm. Lúc đó là tinh thần của hai vợ chồng không đủ can đảm để nói với bố mẹ là có em bé. Bây giờ bố mẹ vợ, tức là ba mẹ em ở đâu? Dạ ba em ở ngoài quê, còn mẹ em thì đang đi nước ngoài. Bà thấy cháu chưa? Dạ chưa. Mẹ em đi cái hồi mà em có em bé, em muốn nói mẹ lắm nhưng mà em không liên lạc được với mẹ. Mẹ em đi gần 3 năm rồi nhưng em không nói chuyện được với mẹ gì hết. Thì đến cái lúc mà em cưới xong thì tự nhiên là mẹ lại gọi về được cho em. Mẹ em mới báo cho mẹ, mẹ vui lắm, mẹ bảo đến qua năm mẹ về. Dạ. Hôm nay có em, có con em đến không? Dạ có. À vậy hả? Ôi trời ơi. Con đứng lại đây. Đây bác. Không sợ cái ông chọc đầu này không? Không. Không sợ không? À. Thương bà. Rồi qua bà này. Đó, qua bà. Bà thương. Bà thương em. Bà thương mẹ. Rồi bố, rồi mẹ. Bố kìa. Bà ngoại ơi, bà ngoại có coi truyền hình, bà ngoại thấy cháu nè. Cháu bà ngoại đẹp quá luôn nè. Trắng như bông bưởi luôn nè. Đó, bà ngoại thấy cháu chưa? Con mới sợ nha. Ngoại thương mà. Ngoại thương con mà. À, chắc có lẽ là bà ngoại thấy được em bé như vậy bà rất là vui. Dạ. À, không chỉ bà đâu mà ông ở ngoài quê rất là vui và rất là hạnh phúc. Thực sự chị thấy câu chuyện của tụi em á, phải nói là nó làm cho cái cảm xúc của bản thân tụi chị cũng như là mọi người ngồi dưới đây xúc động khủng khiếp. Xúc động ở đây là vì cái tình yêu của tụi em dành cho nhau nó vượt qua quá nhiều những cái chông gai, quá nhiều những cái gian khổ và sự nguy hiểm nữa. Đó, nhưng mà cuối cùng thì tụi em vẫn đến được với nhau như thế này. Thành ra là mọi người rất là mừng. Không những đến được với nhau mà lại còn có thể là tự nương nhau rồi tự sanh ra một em bé mà kháu khỉnh mà thông minh. Tức là nhìn cái mặt nó sáng dễ sợ. Tự nhiên mọi người hạnh phúc dùm cho tụi em luôn á. Thực sự là như vậy. Đó thì cũng đôi lời gửi cho bà ngoại là mẹ của cô dâu. Thì nếu mà chị có coi được cái số này thì chị sẽ thấy là thương con gái của mình cũng như thương con rể của mình nhiều hơn. Và mong rằng là năm tới bà về bà sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi thấy con gái của mình đã trưởng thành. Có một người chồng yêu thương con mình thật lòng, thương bằng cả mạng sống của mình luôn. Thì cũng chúc gia đình cả đôi bên ha, nội ngoại sẽ gọi là đoàn viên với nhau, hòa hợp. Hai ông bà xui sẽ thuận thảo rồi là yêu thương tụi em nhiều hơn nữa. Dùng có muốn điều gì muốn nói với mẹ mình không? Thì cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Là con chỉ mong là mẹ nhanh về với con thôi. Là nhân tiện đây em cũng muốn gửi lời tới bố mẹ vợ em cũng như bố mẹ đẻ em á, là một lời cảm ơn tới hai bên gia đình á, đã cứu mang hai vợ chồng em, giúp đỡ hai vợ chồng em rất nhiều. Và nhân tiện đây em cũng muốn cảm ơn vợ em, là vì vợ em là người cùng em vượt qua những gian khổ. Và vợ em cũng không có một lời nào với em. Một lời than thở. Dạ. Thực ra thì với một người chồng như em thì chả có bà vợ nào có thể than thở được rồi. Bởi vì cái tình yêu của em dành cho vợ là quá lớn. Cho nên là thôi thì hai vợ chồng cảm ơn qua lại như vậy để cho nó nồng ấm chút xíu thôi. Chứ còn công của cả hai đứa thì cũng ngang nhau. Nha, bây giờ cố gắng làm sao mà nuôi cái con bé kia kìa cho nó sung sướng, hạnh phúc. Trời ơi, nhìn nó thương gì đâu. Thôi, anh chúc cho hai vợ chồng em cuộc sống sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn. Dạ. Và mãi mãi yêu nhau. Dạ. Một nàng tiên xám. Rồi, hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Minh Quang. Năm nay em 23 tuổi. Em là nhân viên IT. Quang, 23 dạ. tuổi. 23 tuổi mà đã có vợ rồi hả? Dạ. Như vậy là cưng bao nhiêu? Dạ, em tên là Thảo Trâm. Em năm nay cũng 23 tuổi. Mà hai đứa trẻ quá. 23 tuổi cao, bao nhiêu? Em cao mét mấy em? Dạ, em cao mét tư. Dạ. Rồi chồng cao bao nhiêu? Dạ, em cao mét 71. Trời ơi. Anh đứng kế em thì anh cao hơn em nhiều. Dạ. Ủa, anh là làm nghề gì? Dạ, em kinh doanh mỹ phẩm á. Chắc là người Huế hả? Dạ, em người miền Nam nhưng mà ba em là gốc Huế. Em biết nói tiếng Huế không? Dạ, biết ạ. Cái khuôn mặt của em mà em nói giọng Huế nữa thì là coi như hoàn chỉnh luôn á.
Dạ, vậy giờ em xin nói một câu nhỏ. Đúng rồi, em giới thiệu một lần nữa về mình bằng tiếng Huế. Dạ, em tên là Thảo Trâm, năm nay em 23 tuổi và em làm kinh doanh mỹ phẩm. Sáng mai em có thích nghe vợ em nói tiếng Huế không? Dạ có. Thôi hai em là quen Trân trong trường hợp nào? Dạ cách đây khoảng 4 năm thì trường em có tạo một cái buổi party á, thì vô tình gặp Trâm. Dạ thì ấn tượng đầu tiên của em về cái anh này là một cái ngoại hình rất là buồn cười. Tại vì lúc đó anh ốm lắm, anh mới có khoảng tầm 50kg thôi, mà anh mặc một cái áo thun hình bamboo màu xanh lá cây, nhìn dễ thương, nhưng mà với cái quần thì lại quần jean màu xám xám với lại một cái đôi giày bata. Em thì trông nó rất là buồn em cười. Em lại thấy cô này nhỏ quá đi, so với mấy bạn cùng lứa thì ai cũng to, thấy cô này giống như là nấm lùn vậy. Mình thấy mình dễ thương. Lúc đó thì cũng muốn xin số điện thoại nhưng mà thấy cô này cũng hơi chảnh chảnh. Rồi sau thì quen biết với nhau. Dạ sau đó khoảng một tuần thì lúc đó em bị thất tình, nên nhớ lại là lúc trước mình có xin cái số điện thoại cô này, nên em nhắn tin làm quen thử coi như thế nào. Mình cũng có ý là trong cái đêm đó là em đã xin số điện thoại được của dạ đúng rồi. Anh này về cũng không có nhắn tin liền, thì từ cái buổi đi chơi đó thì một tuần sau anh mới nhắn tin với nhau khoảng chừng một tháng. Thì anh ấy rủ đi chơi, tối hôm đó thì anh ấy rủ ra cầu Ánh Sao, thì hai đứa nói chuyện một hồi thì anh ấy mới chụp tay em lại rồi quay sang. Em mới nói là Trâm làm bạn gái Quang Nha, cái cô này vùng vàng, cô này kêu cho Trâm thời gian suy nghĩ đi. Có nắm tay giật ra. Em có nắm không? Có, em nắm chặt lắm. Nắm sao đâu, giật đi. Đó, cô giật ra phủ phàng. Tôi kêu cho Trâm thời gian suy nghĩ đi, chứ mình mới quen nhau chưa đủ thời gian. Suy nghĩ bao lâu? Dạ suy nghĩ thì trong một tuần đó thì anh này lên tấn công liên tục, thì cứ đi qua chở em đi học rồi chờ em về rồi đón em về suốt một tuần đó. Thì cũng cận đến Noel, thì đúng cái bữa Noel gần thì tới Noel là coi như là em chơi tuyệt chiêu cuối luôn. Knock out luôn đúng không? Là em mua một cái món trang sức cho cô này. Là cái gì? Là cái vòng đeo tay. Phải không? Dạ không, dạ, cái vòng đó cất rồi ạ. Thì em tặng cho cô này và em lại nói thêm lần nữa. Em làm bạn gái anh nha. Có giật không hay là đưa? Dạ không. Đeo đi. Dạ đưa đeo luôn rồi. Dạ. Cái lúc đó là cách đây là bao lâu rồi? Dạ khoảng 4 năm. 4 năm. Dạ. Thế thì bao lâu thì tụi em mới lấy nhau? Dạ, yêu nhau được khoảng 2 năm thì tụi em lấy nhau. À, nghĩa là tụi em đã kết hôn được 2 năm. Dạ đúng rồi. Rồi trong cái thời gian yêu thì có cái chuyện vui gì không? Nói rằng như là vợ em có ghen không? Trong thời gian yêu thì lúc đó là em vẫn còn học đại học. Thì vô tình em hack được cái tài khoản Yahoo của bà xã. Thì thấy được bà xã có chat lại với người yêu cũ thì lúc đó mình không còn cái gì mà mình diễn tả được nữa. Cái thời điểm đó là đã quen nhau rồi. Mấy năm? Dạ cũng phải là 6 tháng. Lúc đó là đã về nhà ở chung với ba mẹ em rồi. À tức là đã về ở chung với lại gia đình bên đây rồi. À là tụi em có sống thử trước. Dạ thì khi mà quen nhau được khoảng 4-5 tháng thì anh có xin phép về nhà chơi. Thì trong cái dịp Tết đó là thôi em xin mẹ cho anh về dưới nhà chơi đi. Thì đêm khoảng tầm 27-28 Tết thì em có xin mẹ là thôi mẹ ơi cho con dẫn bạn về chơi. Tết này chắc khoảng 3-4 gì đó bạn con về. Thì mẹ em cứ nghĩ là con gái thôi chứ chưa bao giờ em dẫn bạn về nhà. Thì em có kêu là mẹ dọn cái phòng khách cho bạn con ở. Thì mẹ em mới kêu là thôi hai đứa ở chung phòng đi chứ ở phòng khách làm gì cho phiền phức. Dạ thì em mới kêu là dạ không được mẹ ơi bằng trai. Thì lúc đó mẹ em mới té ngửa ra là có người yêu rồi. Ồ, vậy dạ. Thì dạ. Lúc đó thì sau cái buổi đó thì coi như là em nói với mẹ là nói thôi mẹ nói với nhà bên Trâm cho lên nhà mình ở đi, chứ thứ nhất là đưa đón xa quá, hai sợ mất người yêu nữa, người yêu dễ thương quá mà. Anh hỏi là dạ. Khi mà em nói điều đó ra với mẹ em, dạ. Mẹ em đồng ý liền không? Dạ mẹ em thương con trai mà cũng đồng vậy ý. Đó, dạ có. Ước gì mà có mẹ em ở đây thì anh sẽ hỏi mẹ em. Dạ có mẹ em ở đây. Để xác nhận. Có không? Dạ có. Có không? Có mẹ đâu. Mẹ ngồi dưới. À, rồi hơi chào chị. Mẹ đó hả? Chào dạ. Mẹ tưởng chị không mà. Sẵn đây hỏi thăm chị ha. Trâm về sống với nhà mình thì cái cảm xúc của mẹ như thế nào? Nó mua một bịch trà Thái về. Nó mua một bịch trà Thái về. Nó nói mà mẹ ơi con nói mẹ cái này. Cái gì xin tiền mẹ hả? Bật không? Mẹ cho bạn gái con về nhà ở. Thì lúc đầu là rất đắn đo. Sau bé này đến nhà thì thứ nhất là thấy ngoan. Xong mình bảo thôi được rồi để bác nói chuyện với ba mẹ con. Lúc đó mới điện thoại lên cho ông bà Xui bây giờ đấy. Thế thì ông bà Xui mới bảo thôi thế thì được, như thế thì gia đình em cảm ơn quá. Thế là mới dọn cái phòng của con trai để cho con dâu bây giờ ở. Con trai lên sân thượng ở. Ồ vậy à, trời ơi. Có nghĩa là
Nhất bên trọng, nhất bên 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 khinh vậy đó. Ờ, có nghĩa là vẫn ở là riêng, ở phòng riêng hả chị ạ? Ở phòng riêng. Nhưng mà lúc đó mẹ có lo không? Thôi mẹ nhiều khi lại đi chợ, chợ búa rồi nữa. Thật sự là không có lo sợ không? Không có, lo thì tất nhiên người mẹ nào cũng phải có một cái lo lắng cho con cái. Nhưng mà thật sự là mình tin ở hai đứa con. Thì sau một thời gian thì thấy có thể phải đi đến cái hôn nhân thôi chứ không thể để như thế được. Thì hai đứa ra trường và con trai đi làm được một năm và cưới vợ. Có nghĩa cái thời gian mà bé Trâm mà ở trong nhà mình là bao lâu? Trời ơi, siêu vậy đó hả? Một năm mà giữ được siêu vậy đó. Cái vấn đề là chị là nói với Quang là phải giữ, phải cẩn thận, đừng có đi nhầm phòng, chuyện đó là chuyện dễ. Rồi cái chính là chị căn dặn với Trâm như thế nào, chị sẽ dặn như thế nào? Hai bác cháu mới tâm sự. Mà cái mà quý nhất á, là cái gọi là ngàn vàng của con gái. Thì con phải giữ được cái đó, chồng nó mới yêu thương. Và mình cũng có một cái gọi là cái giá của mình á. Thì Trâm Vân dạ thấy cô nàng này khi mà Minh Quang nó cợt nhã trong nhà thì cô này nghiêm mặt lại. Anh đừng làm như thế trước mặt mẹ. Nhưng mà không biết sau lưng mẹ có thế không. Như vậy là Trâm là rất nghe lời mẹ em. Dạ. Mà nói gì nói chứ lửa gần gơm lâu ngày nó cũng cháy. Mà cái lửa mà nó gần gơm hoài mà cái gơm nó bị tưới nước lên hoài không cháy được thì sao? Thì trong quá trình một năm Trâm ở nhà em á thì em chịu hết nổi rồi cái em mới nói thôi giờ cưới đi cho hợp thức hóa luôn. Có nghĩa là trong một năm trời đó dạ. Là em chịu hết nổi đúng không? Dạ. Em chịu hết nổi về cái chuyện là do Trâm giữ gìn hay là do mẹ em căn dặn em? Dạ là do bản thân em tự kềm hãm. Cả ba. Do cả ba mà do Trâm là nhiều hơn. Tại vì cứ một lần tới đụng là cô nói là em ở nhà anh mà giờ lỡ có chuyện gì rồi em khó coi khó nhìn mặt rồi ba mẹ em sao. Thế đó mới em mới kêu thôi như vậy thì mình cưới luôn đi. Mà Trâm ơi. Dạ. Em ở nhà đó mà em có bị hoài không? Dạ em biết á. Dạ, em đang đóng cửa trong phòng thì anh này xuống gõ cửa. À, em ơi mở cửa nói cái này nè. Kêu anh nói cái gì? Thì anh nói cái này thôi, nói xong rồi anh đi lên. Thôi anh ở ngoài đi anh nói vậy đó, đứng cửa anh nói đi chứ. Em trong này em nghe rõ lắm. Thì anh này cứ đứng một hồi không được, bắt đầu hậm hực. Thì bữa thì đi lên sân thượng nằm, bữa thì chạy xe vòng đi chơi trong cái thái độ mà rất là tức tối. Nhưng mà không làm gì được. Đó là buổi tối à? Dạ ban ngày luôn, tại vì ba mẹ đi làm nguyên ngày á, hầu như là cứ hai ba bữa là xuống. Trời ơi, là sống luôn nha. À, nữ ở dưới nam ở trên lầu người ta nói ba mẹ đi vắng hoài á, trời ơi nó không xách xe chạy vòng vòng xuống ngủ. Không, vậy là cảm ơn mẹ. Dạ. Tại vì mẹ dạy mẹ giáo dục con vậy là quá hay, chứ còn đúng là chị cho mà cả lửa cả rơm nó ở sát bên nhau vậy mà nó không quả quạng như vậy thì quá hay đó. Rồi sau khi cưới về thì bây giờ có phát hiện ở anh này có điều gì xấu không? Dạ, sau khi cưới về thì nó không còn màu hồng như hồi yêu nữa. Bây giờ đến chuyên mục giặt mặt mà. Cái chương trình đặc sắc của ta là cái chuyện cái phút này nè, đó, nói đi. Dạ, cưới về thì anh này mỗi lúc một nóng tính hơn và hay la những cái việc lặt vặt. Thì ví dụ như là đi ra xe mà quên nón với khẩu trang, kêu ở anh ơi đứng đợi em chút xíu đi, em vô em lấy nón, em lấy khẩu trang. Có nhiều đó mà cũng quên, đi tới đi lui có nhiều đó mà cũng quên. Người gì mà bất cẩn hậu đậu quá vậy? Tại vì cái đó em đã nhắc nhiều lần rồi mà cô này cứ có tính hay quên như vậy. Chứ mình đâu có muốn la vợ mình đâu. Còn gì đâu. Dạ, cái thứ hai nữa là từ khi mà cưới về khoảng được nửa năm thì tụi em có từ Sài Gòn về tỉnh để làm quán bán. Thì anh này nhậu rất là nhiều, hầu như là đêm nào cũng đi, còn nếu như mà ít là khoảng 2-3 bữa đi một lần. Mà nhậu thì không nhậu sớm, 9 giờ đêm bắt đầu nhậu. Bữa nào mà về sớm là 12 giờ đêm. Tính của em thì không có chồng ở nhà không ngủ được. Em có nói là anh ơi đừng có đi nhậu thế này nữa, nhưng mà anh không nghe. Hai vợ chồng lại tiếp tục cãi nhau những cái chuyện như vậy nữa. Thường thì là những ông chồng mà khi mà nhậu xỉn vô đó, cái này anh không biết là quan như thế nào. Đôi khi mà người ta không kiểm soát được cái hành động cũng như lời nói của người ta thì đôi khi là hay lo những cái chuyện cũ ra nói. Dạ đúng rồi. Anh này thì chuyên gia cứ nhậu bữa nào mà xỉn lắm á thì về nhà ngủ thôi, không nói gì hết. Còn bữa nào mà xỉn hơi á thì bắt đầu về là hồi xưa em lăng nhăng với người này, em lăng nhăng với người kia, em chắc chít này nọ, là lôi hết chuyện cũ ra thôi. Chồng em là dân IT nữa. Dạ. Rồi có khi nào mà cài phần mềm gì vô máng em không? Dạ có. Khi mà hai đứa đang quen nhau thì anh này sau cái đợt phát hiện em chat với người yêu cũ thì có cài phần mềm vô điện thoại của em. Tức là ai nhắn tin tới cho em hoặc là em gửi tin nhắn đi cho ai thì nhảy qua máy anh này. Gần nửa năm trời em mới biết được cái việc đó, là em rất là giận. Là bữa đó vô tình là hai cái điện thoại để gần nhau. Thì điện thoại em, bạn em nhắn tin tới thì kêu cái teng. Rồi điện thoại anh này cũng kêu cái teng. Em kêu ủa sao hai điện thoại tự nhiên nó lại kêu cùng một lúc như vậy. Thì em mới lật điện thoại anh này lên thì em mới thấy là
hai tin nhắn là y chang nhau, là cùng số gửi. Dạ, thì em mới giận quá, em kêu anh này vậy, là tại sao anh lại không tin tưởng em, tại sao anh lại làm những cái việc như vậy, mình yêu nhau cũng lâu mà sao anh lại cài phần mềm thế này thế nọ. Em là không có đồng ý, em rất là buồn. Thì anh này vẫn tỉnh đó, không trả lời gì hết à? Dạ, cái đó là phương án của em. Phương án tỉnh như dạ. Là không có chuyện gì xảy ra mà tại sao em phải làm vậy, em không tự tin bản thân mình à hay sao? Tại vì lúc mà trước khi cưới á, là em có phát hiện ra là cô này chat với người yêu cũ. Xong rồi từ đó em đặt cái mối nghi ngờ, em thử coi cô này có còn ai nữa không. Nên em thử cài đặt mà mình cũng test thử cái phần mềm mà của mình làm ra luôn. Mà cái đó nguy hiểm lắm đó. Gọi là nghe là thông tin cá nhân là dễ bị vi phạm pháp luật lắm đó nha. Bỏ chưa? Bỏ đi. Rồi bây giờ tới Quang đó. Sau khi cưới về thì bà xã em có cái tính hay quên hơn. Mà đặc biệt một cái á, là khi mà hai bà chồng xảy ra xung đột hay tranh cãi á, thì Trâm cứ im lặng. Tới khi nào mà em hết chịu nổi rồi em la lên thì cô ấy mới bắt đầu suy nghĩ rồi nói. Còn gì nữa không? Dạ không, Trâm gần như hoàn hảo rồi. Chỉ có hoàn hảo. Nếu là hoàn hảo vậy thì chắc đâu có mong muốn Trâm thay đổi điều gì á? Dạ chỉ mong muốn Trâm thay đổi một điều là khi mà em nói, Trâm hãy nói chuyện với em. Chị hỏi lý do tại sao Trâm lại không nói? Không phải là em không muốn nói mà tại vì anh này rất là nóng tính. Khi mà em nói cái gì ra mà anh này không vừa ý là anh nạt lại liền. Khi đó là mình cảm thấy là thôi thì mình nhịn đi, mình nhịn cho nó qua chuyện đi. Chứ mình nói rồi hai vợ chồng lại cãi nhau lớn tiếng không có hay. Khi nào mà em tức quá, em kìm nén không nổi thì em mới nói một vài câu xong rồi thôi. Vậy em có mong muốn chồng em thay đổi là mỗi lần tức giận lên chồng em đừng nói gì không? Dạ không, thì em vẫn muốn anh nói ra những cái điều mà đang tức tối trong lòng. Ví dụ như là muốn em thay đổi cái gì là anh phải nói ra. Nhiều khi mà anh tức em thì em hỏi là anh ơi có chuyện gì vậy, thì anh quay qua tự hiểu đi. Em không có biết chuyện gì đâu mà tự hiểu. Thì anh cũng phải gườm gườm mặt cũng 1-2 tiếng đồng hồ sau thì anh mới chịu nói với em. Thì nhiều khi như vậy em cảm thấy rất là buồn. Chị nghĩ rằng những cái mong muốn của vợ em đối với em á, chị nghĩ là chính xác. Tại vì thực ra em nghĩ rằng á, lúc mà em nóng lên mà Trâm nói đôi co với em á, thì em nghĩ rằng cái việc đó nó mau kết thúc cái phần mà tranh luận. Nhưng mà biết đâu chừng nếu mà Trâm mà nói qua nói lại thì cái xung đột nó bùng nổ hơn nữa. Tại vì tánh em nóng á. Đó thì chị thấy là nếu mà nói về sữa đó thì bên đây sữa nhiều hơn bên đây. Thôi đừng có nạt vợ mình. Một người vợ nhỏ nhắn như thế này rồi mình lớn rồi, nạt nữa thì tội nghiệp. Nha. Yeah. Rồi, cảm ơn em. Dạ, yeah, cảm ơn. Những công chúa dễ sợ luôn á. Xin mời, mời anh. Dạ. Rồi bây giờ mình nhét cái cọng micro xích vô chút xíu. Đó, 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 đó. Rồi, ok. Rồi, xin chào hai anh chị đến với chương trình Vợ Chồng Son. Hả, mời anh chị giới thiệu về mình. Dạ. Chào anh, em xin phép kêu chị Hồng Vân cho trẻ. Dạ. Chào chị, chào anh. Chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Đặng Quốc, là đến từ Tiền Giang. Dạ. Hiện nay là công chức làm ở Sở Xây dựng Tiền Giang. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi? Nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 78. 1978. 78 là hơn Quốc Thuận tuổi đó. Em là sinh 79 à. Oh. À, đây con ngựa, đây con dê. Ủa em tuổi ngựa hả? Dạ. Vậy là chị hơn em giáp á. Dạ. Đúng không? Chị hơn em. Ủa nãy anh giới thiệu là anh tên gì? Dạ em tên Phạm Đặng Quốc. Đặng Đặng Quốc. Em gì nữa, biết tuổi rồi. Em gì nữa. Nhưng mà tụi mình là giống nhau, chữ Giang á. Anh ở Tiền Giang, còn Quốc Thuận ở An Giang. Dạ. Đó. Thôi đồng hương miền Tây. Miền Tây. Đồng hương của Quyền Linh luôn. À. Ở Tiền Giang. Rồi, mời chị. Dạ. Dạ chào chị Hồng Vân và chào. Nói lớn lên, nói lớn lên. 2 3. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Nhanh. Năm nay 40 tuổi. Em cũng đến từ Tiền Giang, là làm ở Sở Y tế Tiền Giang. Bên này Sở Xây dựng, bên này Sở Y tế. Ừ. Không lẽ giờ đoán ta. Đoán đi. Hôm đoán hay chết quốc lắm. 99% là đón chất quốc rồi. Chắc rồi. Không lẽ giờ đón ổng đang đi làm xây dựng rồi xong cái ổng mệt quá ổng đi vô y tế khám bệnh rồi gặp cái cô này biết rồi đâu. Hai người coi như là quen nhau biết đâu đó. Biết đâu đúng không em? Đúng không? Dạ hồi đó giờ ảnh ít cái bệnh mà cũng sợ vô bệnh viện đó. Chưa? Mới đón nháp thôi đó mà nó chất quốc rồi. Giờ sao hai người quen nhau sao mà anh quen được cô gái? Dạ, đẹp này trước đây thì em làm ở huyện Cai Lậy á, làm ở ban quản lý dự án. Dạ. Rồi mới ở lại ở trọ, nhà cũng xa thì ở trọ, thì cô này làm ở lúc đó làm ở bệnh viện Cai Lậy. À. Thì cũng ở trọ cũng cần cũng ở trọ chung với bà chị ở cũng như bà chị cơ quan kia nhiệt trong một cái khu khuôn viên á. À. Có nhiều cơ quan á. À. Thì em làm bên ban quản lý dự án, còn chị đó làm bên mặt trận. Ừ. Rồi mới gặp nhau rồi mới mới giới thiệu có đứa cháu. À. Rồi mới để ý bà chị mà con đứa cháu à, có đứa cháu mà để ý mà bà nói đứa cháu kia chứ không phải đứa cháu này. À.
Tức là một người khác chứ không phải là anh này. Người khác. Ủa rồi sao? Thì cô người kia không được mới quay qua cô người này. Có nghĩa là gặp người kia rồi. Gặp rồi. Mà không ưng không mắt đúng không? Cô không được chứ không ai ưng. Người ta không chạy. Cô không có được. Có chuyện người ta thật thà vậy thôi chứ cô không có được. Lý do sao cô không được? Không biết nó làm như người kia nhìn mà lúc đó em lúc trước em đi nhăn nắng đen thui à xấu lắm. Nhìn thấy ghê lắm. Ở bữa nay trắng là tươi lại rồi đúng không? Ốm vậy đó. Ốm đó mà lúc trước là anh vừa ốm mà vừa đen. Rồi bây giờ cơ duyên nào gặp cái cô này quay xe cô này vậy? Thì mấy cũng là cháu cũng ở chung đó. Rồi mới thấy vậy mới làm quen. Mà thấy cổ đâu? Tức là cái người mà đó là có mấy người cháu lận. Thì biết rồi, thì nhưng mà không chịu bà kia. Mấy người cháu này ở chung nhau nè. Là coi như là bà kia không chịu rồi mới quay qua kiếm, mới gặp thì cô này. Thì có mấy người cháu vậy đó, mà giới thiệu người cháu kia mà cô không được thì qua cô người cháu này. Ủa là chung ngày không? Chung một ngày không là... Không, thì nhà cũng không kia. Ở chung nữa là... Không, ý anh nói, ý nó thử hỏi là có chung ngày không á. Ví dụ như vuột cái cô kia xong rồi là... Không. Sao mới thấy lâu, được, lâu mới thấy được cho cũng cháu nữa. Sau một thời gian mới gặp cô cháu này. Mà gặp ở đâu? Cũng ở trong cơ quan đó luôn. Rồi. Nhưng được. Mà ấn tượng đầu tiên của em khi em thấy bạn này sao? Hồi đó ốm nhách này xấu quá. Cũng ốm luôn hả? Còn ổng hồi đó làm sao chứ? Em mới thấy xấu rồi, mấy cô xấu. Là đen mà cái tóc vàng que que nữa nhìn. Ôi, hồi xưa nhuộm tóc vàng nữa hả? Dạ không phải do nắng á, nắng quá đi tóc vàng nha. Ai biểu chê bán chi giờ phải chê lại. Rồi sao lại không có ấn tượng gì hết. Với lại là cô cũng không có, nói chung là cô không có chịu tại vì ảnh để thôi chứ cô không có cho quen. Tại lúc đó ở chung ở nhà ngay cơ quan của cô á, nhưng mà cô nói cái anh này kỳ lắm, anh này xấu lắm, xấu tánh, rồi cái tánh cũng kỳ lắm, đừng quen với nó, mà có cua là đừng có chịu nha. Không là không có cho gặp vậy đó. Anh để nhưng mà không có cho gặp, rồi cho nên là em cũng không là gặp cô hay. Không có giới thiệu, cô cản cô nói nó làm sao rồi sao cua được. Đúng rồi đó, chơi chiến thuật luôn, vất vả lắm, mấy năm luôn. Bà chị á, bà có cháu này nè, rồi em thì có thằng bạn. Bà thêm một đứa cháu nữa, bà mới khoái, bà muốn gáp bạn em với cháu là đứa kia nha chứ không phải này. Phải cô này. Rồi mà cứ đi chung hoài thì gặp. Giống như mình đi với thằng bạn. Em đi với bạn. Mình đi với thằng bạn rồi bà. Ba vậy đó. Ba. Cái cặp kia nó đến với nhau thì cặp này không phải đến thôi. Ở không ngồi đó thì cũng phải chuyện trò thân mật rồi tìm hiểu. Vậy là lúc đó là đi với thằng bạn rồi bên này là đi hai như là chị em. Hai vậy đó thì cô kêu em là cái tới bé kia là bạn thân với em thì cổ kêu là đi chung lại gặp cái anh kia á. Rồi anh kia thì anh này lại cũng là bạn thân, rồi đi thì gặp thôi chứ cũng không ấn tượng như hết trơn, là chủ yếu là mai cho hai người kia. Chủ yếu là hai người kia thôi. Rồi cuối cùng á là cái thời gian mà đi theo kiểu bốn người đó lâu mau. Cũng lâu lắm, lâu. Cũng khoảng nửa năm á. Nửa năm trời đi tại vì giờ người. Chơi đánh cầu lông rồi này kia rồi đi ăn, mà đi ăn toàn đi chung thôi mà không mà ăn đi. Ai trả tiền? Ăn thì thường hai anh này trả, không biết làm gì lại em trả không à. Còn lúc đó giai đoạn đó bị phá hoại kinh tế ghê lắm. Ủa mắc gì em phải trả? Cái cặp kia họ đi cặp kia phải trả chứ. Mà cái thật em vậy đi là gặp là hào phóng lắm. Tính tình hào phóng lắm đúng không? Em tính ra em tốt với bạn, đầu tư hết mấy cây vàng, em nói chị nghe coi. Cũng 5-6 cây vàng vậy chứ sao vậy? Chứ sao lâu mà nửa năm mà em tầm sao vậy trời, đi đâu phải đi vậy lận. Đi mà bà kia bà chị á, bà còn dẫn thêm một số cháu nữa mà mình phải hốt luôn hả? Chứ bà quá trời cháu kìa, nhiều hết cháu này tới chỗ kia. Tại lúc đó bà ở đó rồi mấy đứa cháu bạn học rồi đi làm rồi đi ăn là khoảng 7-8 người luôn. Có lần nào hùng không mình không hốt ít trời ơi. Rồi cái ông bạn kia có trả không? Có mà ít lắm. Trả là khi đi bốn người á thì lâu lâu uống nước rồi thì anh kia có nhưng trả. Mà anh hỏi thiệt nha, có phải chứ gì cái sự hào phóng đó của ổng, cái sự ga lăng đó của ổng mà em ngưỡng mộ không? Không dạ có thích ổng không? Cũng một phần nhưng mà cũng không thấy gì thích nữa, nói tại vì tự nhiên trả tiền gắn chịu đâu. Trả tiền gắn chịu ngu gắn chịu luôn ơi. Không mà đầu tư hết 5-6 cái vàng. Ê mà ăn dữ vậy trời, thời gian lâu mà nửa năm ăn bộ ăn nhậu dữ lắm hả? Thì ăn rồi nhậu chứ ăn như là có nhậu không? Có nhậu luôn rồi tiệc tùng này kia rồi thí dụ có rồi. Ê nhưng mà có nản không? Có nản không? Bỏ tiền nhiều quá mà cua không chịu. Lúc đó cũng rồi tính cua chơi chơi chứ cũng không quyết tâm á, thì cũng như gặp nhau rồi bạn bè nha. Nhưng mà anh Quốc có nản không? Không. Rồi đến khi nào thì bà mới chịu? Cái cú nào mà bà chịu? Cũng lâu rồi không biết. Quen có hai lúc mà đi đó thì xong rồi tới lúc mà quen thì khoảng 2 năm á là mới chính thức là giống như là yêu nhau. Tại vì cũng đưa rước vào điều kiện 2 năm rồi bắt đầu mới chính thức là yêu là nhau. Là giống tốn mớ tiền không mà. Thử thách là anh cũng không biết là anh này có thật lòng nào không để mà mua cái mớ tiền không. Chứ là chị thấy tốn cao quá. Không. Trời đất ơi, gì mà quá trời quá đất như đầu tư gì mà quá trời đầu tư vậy. Có khi nào mà hai đứa đi riêng không?
hay là mỗi lần đi là bà phải dẫn lên bạn bè? Đợi, đi dẫn bạn bè mà ít cái đi, không có khi nào đi riêng à. Cái lần dẫn mà nhiều nhất là bao nhiêu người anh Quốc? Chắc mười mấy người. Ăn cũng hai ba hiệp vậy chứ là ăn trời luôn. Ơi thiệt, ăn xong còn karaoke đồ này kia ha, chơi đồ dễ sợ quá, đốn chắc cả chục cây. Rồi đó, đãi tiệc sinh nhật là sinh nhật nhớ bạn, rồi xong rồi tới sinh nhật của là em. Ổng giả luôn. Đất ơi là trời. Rồi thôi tội nghiệp ổng quá, để qua qua nó tua lẹ lẹ đi chứ để thấy hao quá. Mình hỏi không mà mình còn thấy hao tiền nữa. Ừ. Rồi xong rồi 2 năm mà quen nhau nè, đúng không? Chính thức quen nhau. Không phải giờ phải hỏi là ổng có cua không? Ổng phải có tỏ tình không? Thì 2 năm bắt đầu mới chính thức quen nhau đúng không? Mà tỏ tình sao? Thì lúc đó là ổng tỏ tình với em hay là em. Hay là em tỏ tình với ổng? Dạ, ảnh chứ. Đâu tỏ tình sao Quốc? Là lúc đó là sinh nhật, giống như là sinh nhật hồi xưa vậy. Sinh nhật em á phải không? Dạ. Nói chung là cảm động là cũng nên nói vậy chứ cho. Làm nữa. Trả tiền. À, là sinh nhật là hồi đó giờ ở nhà, nói chung ở nhà ở quê em thì cũng làm nghèo. Nhẹ, đúng không? Ba, làm ba mẹ nhẹ. Là nghèo lắm, không có làm sinh nhật từ nhỏ giờ không làm sinh nhật. Rồi không làm. Tới lúc đó là cũng 24 tuổi là lúc đó anh làm sinh nhật. Cũng cảm động là lúc xong rồi mua hoa hồng mà đặt nguyên một bàn tiệc luôn, rồi mời các bạn bè hết luôn. Xong rồi mua hoa hồng mà lúc đó ở quê mình thì chiều buổi chiều tối người ta bán quà ít nó không có, mà mua đủ 20 mấy hoa bông hoa là luôn. Ổng mua. Dạ, nhưng mà có bông cũng hơi héo mà cô của chê nữa. Gom hết chợ mà vậy. Cô nói bông gì đâu mà đặt bông gì không có thiện ý. Là bà cô xấu. Của em á. Dạ, đúng rồi, cổ cũng không có chịu mà cũng nên là cô chê này chứ kia. Rồi nói thôi vậy cũng được rồi, tại vì cái anh nói là đi mua hết chợ mới được nhiêu đó. Thấy thương không? Rồi thấy cũng cảm động. Rồi cũng sau đó thì rồi bữa sinh nhật đó ổng có nói cái lời gì tỏ tình yêu thương với em không? Thì nói chúc mừng sinh nhật này kia thôi, rồi nó cũng nói là quen cái vậy đó. Không xứng lên được cái câu mà làm bạn gái anh nghe hả? Có nói không Quốc? Có nói không? Có. Nó ngôn bìa vô nói không? Hay là lúc tỉnh táo nói? Cũng tỉnh táo mà giờ. Anh nói chứ bây giờ vốn liếng con bung ra nhiều quá rồi. Đâu lẽ được một cái câu là làm bạn gái anh nghe mà không nói được nữa thôi đi chứ. Ừ, bữa đó mà bên này từ chối thì lúc đó sao quá không biết sao nó nhận đó. Chắc tự sáng tự giận chết cho rồi á. Đầu tư quá trời là, lúc đó là anh mua cho cái điện thoại luôn rồi, lúc hồi đó là điện thoại cũng mắc lắm á, là mua cho cái điện thoại là trước khi mà làm đó nữa. Nhưng mà trước bé này á là Quốc em có yêu ai chưa? Dạ chưa. Rồi chưa. Bởi vậy em mê muội là đúng rồi. Chưa, một giờ tình tốt. Yêu một tình yêu mà ngay thẳng á, vừa tốn kiếm vừa ngay thẳng, chỉ biết đúng một cái đối tượng này là đâm đầu vô không cần biết, đúng không? Thôi vậy cũng viên mãn quá đúng không? Vậy cũng viên mãn rồi. Nhưng mà sau cái bữa sinh nhật đó coi như là chính thức là quen nhau đúng không? Dạ, dạ. Rồi bà cô có ngăn cản gì không? Dạ có. Tại vì cô nói là không có hợp tuổi, hai đứa không hợp tuổi, tại vì ông xã là tuổi Ngọ còn em là tuổi Dậu nên là không hợp tuổi. Rồi ở nhà gia đình cũng không có chịu nữa, hai bên gia đình lấy nhau là tiệt mạng. Dạ đúng. Một rồi. Người chết á, hai bên gia đình không ai chịu. Em là mạng gì? Dạ mạng mộc. Em là mạng gì? Quả. Mạng quả. Quả. Phải với mộc. Đốt cây rồi đốt. Nên là ở nhà cũng không chịu rồi, quen cũng lâu gì lắm. Mấy bà chị này cản cản gì mà. Ủa lúc đó có hận hơn mặt cô. Dạ rồi. Hai đứa có con chưa? Đứa con mạng gì? Dạ một đứa là mạng thủy với một đứa là mạng kim. Trời ơi đâu có sao đâu. Trời ơi ngon lành. Ngon lành rồi. Em với chị giống nhau ghê. Ê nè, ổng chuẩn bị đốt thì cái nước nó dập vô. Đúng rồi. Đúng không? Mà đã vậy kim á là kim nó chấn á. Quả xanh kim gì? Kim xanh thủy. Đúng rồi. Kim xanh thủy là ông này sẽ phải không? Mặn quả chứ, mặn quả là cái đứa ông này mặn quả nè, em mặn mộc đúng không? Đúng rồi. Rồi một đứa kim. Thủy, một đứa thủy. Kim. Dạ. Quá dạ, ngon đúng luôn. Không? Thì dạ, một đứa kim. Là vượng cho cha, đứa vượng cho mẹ đó. Đó, đúng không? Không có sao chứ. Trời bởi vì tôi nói đừng có mê tín dị đoan, không có gì hết trơn á. Đấy yêu nhau. Nhớ cái vụ mà bắt đầu ổng tỏ tình xong rồi, ổng hôn người ta làm sao? Chà tới nụ hôn chắc tốn kém nữa đúng không? Không, lúc nào cũng không nhớ. Làm sao đâu? Là lúc đó là đi cũng đi chơi đi uống cà phê á, thì đi hay, đi ngủ không đủ uống cà phê đúng không? Dạ đi đi uống cà phê đâu? Uống cà phê thì cái quán giống như quán chòi vậy đó. Cà phê chòi phải không? Dạ, dạ. Ông vô trong chòi ông có hành động gì không? Tiếng không đó. Lúc đó là như đi chứ hàng kia mới tách ra mình mới đi. Đi với hàng nào nữa? Là hai cái cặp hồi nãy. Cái cặp hồi nãy tách ra trước. Cái cặp tốn kém lắm. Cái cặp kia đó. Cặp đi rồi ra. Cái nó tách ra rồi ở đây không biết làm gì mới đi rủ đi chơi. Cái ảnh mới rủ đi. Vô cà phê chòi. Dạ. Cà phê chòi. Em có ý gì mà em rủ ta vô cà phê chòi? Em ý gì? Tính sẵn gì trong đầu rồi. Cái đi đó thì em cũng thấy ngại nữa, xong thì vô cái em nói vô đây làm cái gì, tự nhiên vô đi.
Cái xong vô thì cái lúc đó thì chỉ vô cái nắm tay ngồi cái lại cái nắm tay. Ừ. Tại cái quay lại cái quay cái anh Hùng nào giống như là không bất ngờ. Không bất ngờ nghe là... không lén. Quay rồi xong cái giận quá đi về luôn, kêu đi về. Ừ. Không muốn nước thì về luôn. Rồi. Thôi tính từ cái mốc mà hung lén á, mà hung bất chợt đó cho đến lúc mà cưới nhau là bao lâu? Hơn một năm. Hơn năm sau cưới luôn. Tại vì gia đình không chấp nhận nên là hai bên cứ nói chung là cứ không có chịu. Dạ. Nhưng mà rồi cái ngày đám cưới có coi ngày không? Có ngày tốt không? Em mà không coi ngày. Hai vợ chồng tự làm. Nhưng mà cuối cùng cái ngày đó là cái ngày mà đó chúng cũng là ngày tốt không? Là cũng trục trặc là tại do cái vụ mà đám cưới đó. Tại em nói là nên bà mẹ vợ nói là sẽ một trong là vợ chết đó chứ không phải. Là nói chuyện này em đốt sách của mấy ông thầy bói hết. Em cưới vợ không coi ngày. Cái về nói má má nói không ai mà coi ngày, ai cưới vợ cũng coi ngày trơn á. Mày không coi ngày rồi sao được, nó con thấy rồi, không con là không có tin gì đoan. Tại vì con hỏi má nè, có ai mà không coi ngày không? Cái má nói ai không coi ngày trơn á. Nói gì má ra coi ngoài tòa án người ta ly dị nhóc kìa. Cái em nói thôi con giờ đám cưới con tự quyết để con chọn ngày, nó mày muốn chọn ngày nào chọn. Cuối cùng chọn ngày nào? Ngày tốt không? Chọn ngày 30/4. Cái đặt thiệp rồi hết trơn, cái má coi nó ngày tam nương cái gì vậy? Ngày tam nương sắc chủ. Ôi vậy đó. Rồi mày cứ cưới, mày tự mày cưới đi, tao không đi rước dâu. Rồi phải bỏ hết thiệp luôn. Là bà già, bà già của bố. Dạ. Tốn thì mớ nữa là đặt cũng mấy trăm thiệp rồi xong. Là bỏ cái thiệp ngày đó. Bỏ thiệp đó luôn. Dạ. Rồi là cưới ngày nào nữa? Đổi ngày khác. Đổi là giờ nó thôi vậy, nói má chọn ngày nào. Giờ hai bên dành coi ngày nữa, đàn trai cũng dành mà đàn gái cũng. Rồi rốt cuộc thì theo bên đàn trai. Dời lại, sụt lại là có nghĩa là ngày 27, ngày 28. Thay vì 30 một thì sụt lại 2 ngày. Dạ, sụt lại mùng 9, mùng 10 thì phải nhớ là âm lịch á. Rồi cái đợt đó là 2 tuổi nó kỵ nhau rồi. Trong cái ngày lễ cưới á, nó có cấm kỵ gì không? Có kiêng kỵ gì không? Có à, quên á. Mà nó đủ cái chuyện xảy ra đám cưới. Đám cưới là phải ăn cắp cô dâu. Không lên đèn. Không lên đèn, cắp cô dâu rồi đủ thứ gì, nói chung là cấm hết trơn á. Rồi cái khó chịu lắm đúng không? Khó chịu lắm. Rồi cái lúc đó mới đi vô cứu rễ. Bữa trước đi cứu rễ, cái vợ làm tóc trang điểm ngoài trang điểm cái này á, chỗ gần chỗ trên đường em đi em hốt về rớt về luôn. Giờ mới bước vô cửa nhà bà vợ chửi quá rồi, chửi khách cứ tôi đâu tính đuổi về luôn, đã không cho gặp rồi, đã không cho gặp rồi, còn đi chửi xong rồi đuổi về luôn. Mà về bị la đúng là đó. Rồi sao? Tại thằng em nó chở đi rồi, em chở về trước là bị la rồi, em bị la quá rồi la, cái xong về cái la hai vợ chồng bị la hết luôn. Rồi gắng là nhịn em chứ giờ cũng biết sao. Thôi nhịn luôn chứ. Nhưng mà cưới rồi vẫn cưới rồi, đúng không? Dạ chưa, cái lúc đó là mới đi qua cái đang là chuẩn bị làm đám cưới á. Qua cứu rễ á, là bữa trước á. Bữa trước bên đàn gái đã. Chị biết rồi, nhưng mà sau đó thì vẫn cưới. Dạ dạ, đúng rồi. Chửi thôi, cưới à. Ừ, đúng không? Tức là chỉ có náo động ngay tại thời điểm đó chút đỉnh thôi. Đó sao mà về đàn trai cũng bị luôn. Về đàn trai là lý do người ta kêu ăn cắp cô dâu là phải đi về trước, rồi đi cửa sau không được, đi vô cửa chính. Ăn cắp đó, không được vô cổng chính. Mà ông chở về ngay cổng chính luôn. Về cái mệt quá, em bị ói trên xe rồi, cái mệt cái vô cái ảnh đưa vô thì cửa dưới thì thấy người ta bà con đồ bắt ghế đồ ngồi chật quá không có chỗ đi vô. Còn cửa nhà trên nó trống lỏng không có ai ngồi đó trơn, thôi cái sách đồ đồ đi vô. Bị ngập bạc, bị chửi nữa. Cái này vô xuống đi cự mấy gì mấy cô đồ nói không mà vậy la mà hồi la nói chung là cũng nhẹ hơn bên kia. Đám thì la khéo khéo thôi chứ cũng bị la. Nói sao để đi nhà trên mà không đi nhà dưới. Nhưng mà bây giờ thì tình hình là hai bên mẹ vợ với chàng rể, rồi mẹ chồng với nàng dâu thì sao? Bình thường rồi, tốt bình đẹp thôi, không có gì. Tại vì lúc mà đẻ đứa con ra là tôi nói là chuyện gì nó cũng vui chứ đúng không? À. Mà hai đứa hả Cưng? Dạ. Nếp đẻ đầy đủ hả? Bé đầu là gái, bé sao trai. Trời ơi, 10 điểm luôn trời. Trời ơi, đó trời, không hợp tuổi hả? Nhưng mà nó nghe nè, dạ. Cái lúc mà mang bầu đứa con gái đó, gia đình hai bên sao? Có thấy rằng là cái sự gọi là mà xưa mình cấm đoán là tuổi tác này nọ rồi, có thấy những người lớn đó, có một cái sự thay đổi gì không? Không, khi mà bình thường là lúc mà cưới xong về là em thay đổi hết à, em gặp em là ai cũng thấy thay đổi, làm cho mọi người thay đổi hết mà, rồi cũng làm nói chuyện với bên vợ rồi bên mẹ, nói chung là cũng tâm sự,
vợ bên mẹ vợ coi như như con trai cả. Mẹ cứ, cưng lắm, mẹ cưng cái, cưng hỏi nhất chị nhà luôn. Gì cũng phải hỏi. Nhìn thấy dễ thương. Không phải mà mẹ cưng nhất nhà luôn, cái gì cũng điện hỏi anh không cái nói ủa sao mẹ không điện hỏi rễ con. Rễ quý của mẹ luôn. Mẹ rồi. Không điện hỏi con mà cái gì cũng điện hỏi. Ủa kỳ trời, sao sao tự nhiên ủa hình như lộn thôi chứ. Mà cái gì cũng hỏi trơn, trong gia đình chuyện gì là cũng điện hỏi anh chứ. À, lúc đó là mới cua coi như là rất là hào phóng đúng không? Vì dạ, nói lúc chung mà là về làm rễ chắc ổng cũng về chắc cũng là mua chuộc lòng mẹ dữ lắm đúng không? Mẹ là khúc đó thì mua chuộc thì chịu, nhưng mà coi tuổi thì không chịu. Nhưng mà thật ra trong bụng thì chắc cũng sau này thì thấy giúp đỡ gia đình bên em nhiều lắm. Tại vì ảnh làm nói chung đúng là hào phóng, là tất cả mọi thứ là về nhà xây sửa nhà đồ cho mẹ. Một tay rẻ ha. Dạ rồi lo này kia nọ là mọi thứ là ảnh lo hết. Nên là có chuyện gì mẹ cũng hỏi ảnh đó. Vậy chắc lúc lấy ổng về là ổng có tật xấu gì đâu ha. Nhà có bàn gãy là cưng gãy này nhất. Ừ biết rồi, nhưng mà giờ chị đang hỏi em đó. Dạ. Hai chồng lấy nhau về là ổng không có tật xấu gì đâu ha. Dạ có. Có trời ơi. Đâu kể nghe chơi. Tật rồi, xấu tật là nè. Cũng vì cái lòng tốt quá, giống như là hào phóng quá đó nên là bị cũng bị mấy người bạn lừa tiền, cũng lừa gạt, cũng lừa gạt tiền rồi không có trả. Mượn cũng mượn 500, 1 triệu cái ghét rồi 2 triệu, 3 triệu rồi tăng lên có khi gần bạn. Hồi đó giờ mất mấy cây vàng rồi. Rồi bị giống như cũng khoảng 100 mấy chục triệu. Vậy đó hả? Mà lúc đó cũng nhiều tiền lắm á, mà coi như là chứ thôi là mua được mấy miếng đất. Cứ bị cứ mượn vậy đó. Mượn cũng mượn ít ít tội nghiệp, em cũng không có cản được. Người ta nói đây thôi, bây giờ kẹt tiền quá rồi mai chịu trả. Gì đó mình có tính thương người nữa. Mượn mà giấu không có cho vợ hay. Ai không mượn, cho bạn không có cho bây giờ ai giữ tiền? Dạ nói chung là tiền lương á thì hai vợ chồng của ai mới giữ, nhưng mà cũng góp chung cái phần tiền để mình sinh hoạt gia đình. Rồi những mấy công chuyện lớn ví dụ như mua nhà mua xe thì ảnh quyết định. Nhưng mà thì cũng có bạn bạc cũng hỏi ý kiến. Hỏi ý kiến thì hỏi cho có rồi thôi chứ. Rồi sao nè? Nhưng mà vậy thì cũng tốt, tại vì ảnh lo mọi thứ, có nghĩa là ảnh nấu ăn rất là ngon. Nên là không có đang hỏi tật xấu nha. Đang hỏi tật xấu nha. Thí dụ như cái tính đó là xấu nhất rồi, với lại hay nhậu thôi, nhưng mà giờ cũng bớt nhậu rồi. Rồi ăn uống có khó chịu không? Dạ không, ăn uống thì cũng nói chung là hơi cầu toàn chút xíu, nhưng mà tại vì tự làm nên cũng không khó chịu. Ủa vậy nãy giờ không? Chỉ có cái tật xấu là dễ tin người thôi. Ông có gia trưởng không? Dạ không, nhưng mà có giống như gần đây là hay quên, giống như là cái bị chích vaccine. Nhưng mà đổi thừa không có bị Covid, nhưng mà là hay quên, là nhiều khi mình nói cái đó là mới nói rồi cái nó không có nói. Mà nói là không có mà cãi gì đó. Chứ cũng không có gì giờ. Hay quên mà hay cãi. Dạ đúng rồi. Với lại hay thương người quá vậy thôi, mà thương người nhiều khi mình thấy có những cái hại vậy thôi. Có cái tốt nhưng mà có cái cũng không có nên ấy quá. Người đàn ông này có coi trọng lễ nghĩa nào không? Dạ đúng rồi. Có không? Có y chang như anh Thuận nói. Là để nghĩa là thí dụ như về nhà hồi xưa thì ba mẹ mấy cậu nói chung là bên chồng khó, thì có đám tiệc hoặc là có ngày kia thì mình, hoặc là Tết đó thì đi phải đi ra đốt nhang đúng ngày giờ đó, ngày đó rồi thưa gửi đàng hoàng, gặp người lớn là phải chào hỏi. Thì cái đó thì cũng tốt, tại vì mấy cái về thì được cái là anh cũng chỉ dẫn hết. Thì lúc mà mới về thì bên chồng khó lắm, nhưng mà anh hướng dẫn này kia, anh chỉ lại đó là phải làm vậy hết. Rồi cái đó là điểm tốt. Bây giờ em mong mỏi chồng em thay đổi điều gì? Dạ thì nói chung là cái khi mà bạn bè thì mình cũng tốt thì cũng được, nhưng mà tiền bạc đồ thì mượn lựa chọn bạn xíu. Dạ. Ha. Rồi chỉ vậy thôi, với lại giữ gìn sức khỏe, tại vì lớn tuổi thì phải coi trọng sức khỏe mình tí. Tại nhiều khi chơi với bạn cũng thích chơi cũng hơi quá đà, khi rồi sức khỏe mình lại không tốt. Rồi giờ tới anh Nguyễn Quốc. Dạ. Người đàn ông đã bỏ ra cả chục cây vàng để cua cô gái này. Vợ em thì cũng không có tật xấu gì nhiều, có một hai cái tật xấu à. Chủ yếu ngủ nhiều Khoái ngủ mà. Khoái ngủ nè. Buông ra ngủ sáng tới kêu dậy đi làm á, chịu đi dậy. Nhiều khi kêu lần thứ hai nữa, thứ ba. Quạo không? Không quạo. Không, nhưng mà ngủ được á là trời, bây giờ nhiều người bị mất ngủ lắm á Bi. Thiệt, nhiều người bị ngủ, nhiều khi chưa có lớn tuổi mà đã bị mất ngủ rồi. Thành ra là những người nào mà ngủ được á là tiên đó. Đó, theo chị là như vậy. Yeah. Thôi em bắt qua cái ngủ nhiều đi, còn cái gì xấu hơn cái ngủ nhiều không? Ít mà tại em có cái mảnh giường em tính nhiều khi để giải stress thứ bảy nhật về nghỉ, ngủ vợ ra phụ làm là cũng là biết, nó ngồi ở trong nhà không chịu lo sợ làm. Nắng không có phải sợ nắng nữa làm vô mệt á. Má gái quê mà phải sợ nắng hả? Làm biến cái khác thì làm chịu làm lắm. Ủa nhưng mà ví dụ như cổ làm biến làm giường vậy thì anh có làm không?
anh có làm mình không? Có làm mình à. Làm mình vậy hả? Thôi giờ cái giường đẹp không? Cũng dạ giường sầu riêng. Rồi chiều chiều cái bà ra bà ngắm cái giường rồi bà có khen không? À, đâu có ta ra đâu mà cắm khen. Đánh nói bà ghét giường tược mà làm biến làm giường mà em. Chiều là cũng không ra luôn. Chị không ra cái miếng giường cũng hơi xa nhà, miếng giường hơi xa nhà. Chị á công chuyện nhà chị làm được nha. Mà đi ra vườn biểu chị làm chứ chị sợ chứ không làm cũng kỳ ta. Sao thiệt á chị tại hiểu vì làm nó mệt đó chứ không phải là không phải mệt nữa nó sao sao không quá. Ừ. Với lại không kiến á, nhiều khi bị kiến á hay là gặp mổ chuột ví dụ sợ chị sợ lắm chị sợ là sợ vậy đó. Đâu đâu sao nãy em nói hồi xưa thì sao? Tại hồi xưa là em quê là cũng ở quê thì cũng làm lúa làm ruộng, em nói trời ơi mới lấy chồng ra được thị trấn giờ bắt về quê nữa. Chưa cái bởi vì là muốn thoát nghèo rồi muốn thoát. Còn bắt về quê làm vườn hoài nó với lại hồi xưa là ta né rồi tao muốn làm bệnh viện á, nhưng làm bệnh viện thì thức khuya nhiều nữa là quen giống như về mình mệt á, tại trực đêm thì trực nguyên 24 tiếng hồi về cái mình ngủ nên là cái giấc ngủ mình quan trọng với lại muốn ngủ vô lắm vậy đó, xong riết rồi nó quen cái giấc ngủ chứ không phải đấy. Hoặc là mấy ngày nghỉ cuối tuần thì mình cũng ngủ một xíu chứ gì cái kêu dậy kêu mới 5 giờ sáng gì. Nhưng mà mấy đứa nhỏ thì là ở với ông bà, có chồng bà chăm sóc không? Dạ có. Dạ, ở với ông bà nội. Quá rồi sao rồi giờ tiếp tục nè, còn tật xấu gì nữa không? Còn nếu không thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Suy nghĩ nghe. Dạ. Còn tật xấu gì không? Hết rồi, dạ, đâu không có tật xấu gì nữa. Vậy mong muốn thay đổi vợ thay đổi điều gì? À, mong muốn vợ là lâu lâu đi ra giường rồi làm việc chung rồi cho vui chứ làm của mình buồn. Đi ra cho đứng coi cũng được. Ừ. Thực ra cái mong muốn của chồng em ấy, em có thể thực hiện được. Tại vì em không phải là sợ giống như chị sợ. Chị là sợ thiên thu bất tận. Chị nói thiệt với em, chị con nhìn sâu mà nó bò trong tay thì sao? Nhìn mấy ông kia mà ông tí mà ông phi bạc 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 như ngựa phi là chị hồn siêu phách tán. Chị sợ lắm. Rồi sâu, chị sợ sâu, em biết không? Rồi kiến nữa, nhìn thấy kiến là ốc ác dựng ngược lên. Chứ không có phải làm biến cái đó. Nhưng mà chị sợ cái đó. Còn như em á là em ngon rồi, em lấy chồng em là em ngon rồi, em không phải đi mần rượu nữa đâu, em đừng lo mần giường thôi. Rồi gia đình này vui quá à. Cưng quá trời luôn à. Cũng gần đây thì cũng có ra phụ rồi. Ừ đó, có lúc này thằng này có phụ rồi, từ từ đang phụ. Ừ đó, không chỉ có vậy thôi, ông mần giường mới giữ sức khỏe được em ơi. Hiểu không, cho ông bớt nhậu đúng không? Gần đây cũng bớt nhậu, nói chung là cũng có cải thiện rồi thôi. Cảm ơn chồng này quá vui nhộn rồi. Thôi chỉ biết là chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng bên nhau vui vẻ nha, hạnh phúc và luôn luôn hài lòng với những gì mà chúng ta đang có. Là bởi vì để có được hạnh phúc ngày hôm nay đó chính là sự lựa chọn, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc nha. Xin cảm ơn. Dạ. Rồi.